bạn, hôm nay Tech 360 sẽ hướng dẫn các bạn kết nối máy chiếu Tico T35 với máy tính thông qua cáp VGA. Thì đây mình có một cáp VGA, một đầu của VGA thì chúng ta cắm vào VGA nằm trên thân máy. Và một đầu còn lại chúng ta cắm vào máy tính. Thì ở đây máy tính mình không có cổng VGA nên mình sẽ dùng một cáp chuyển HDMI sang VGA. Mình sẽ cắm vào. Sau khi kết nối cáp VGA xong thì chúng ta cần chọn đầu vào cho máy chiếu. Thì chúng ta có thể nhấn nút sụt trên thân máy hoặc là nút sụt trên remote điều khiển. Thì chúng ta nhấn vào nút có biểu tượng hình chữ S và chọn cổng là PC. Thì như vậy hình ảnh đã được xuất từ máy tính sang máy chiếu thông qua cáp VGA. Mình sẽ mở một đoạn video và một số file Office cho các bạn xem. Các bạn lưu ý là khi chúng ta kết nối bằng cáp VGA thì sẽ không có tín hiệu âm thanh sang máy chiếu. Để lấy âm thanh thì chúng ta có thể lấy từ máy tính hoặc thông qua các loa máy tính. Và đây là một file Word. Như các bạn thấy thì phông chữ rất là rõ ràng và sắc nét. Và đây là một file PowerPoint.